Hello, xin chào. Salam alaikum. Rất vui lại được gặp lại các bạn trong cái video clip này của mình. Thì hôm nay mình sẽ ăn mặc trang phục của người Ả Rập. Và đây mình đang nhà mình đang chuẩn bị cho cái không khí Tết của Việt Nam. Đây. Bạn thấy đây là một cây quất. Đây cây quất đây. Quất này mình mua là 1 triệu các bạn, 1 triệu. Đấy, bây giờ mình sẽ kê ở trong nhà nha các bạn nhé. Mình sẽ kê trong nhà. Thế còn đây là cái mai. Đây, quên giới thiệu, đây là cái mai. Đây là cái mai các bạn. Đây là cái mai mai vàng. Đó. Bây giờ cho cái quân ở trong nhà các bạn nhé. Thế là đeo nó đông, 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 nó đ
không khí Tết đã về đến nhà các bạn. Bạn thấy đây, được không? Là chụp ảnh. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn hãy xem video thấy hay thì hãy chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh của bạn Dung. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn.